Anh Phương ngồi phải cái gì mà để chị Cúc một cái lau chùi đấy. Nhà mình nói hơi to nhá. Ai? Anh này làm mất rồi đấy. Loan, cầm quay, đang quay đấy. Hello. Zoom ở đâu nhờ anh nhỉ? Không zoom được đâu, để nguyên này. Ôi như thế. Đóng phim, đang cắn mắt em. Đóng phim. Và ta cổ ta. Đóng phim. Mất à? Không lấy được sao đâu, chỉ lấy một người, lấy hai người ao nét. Xin chào.
em ơi. Bạn tên là gì? Em ơi, em ở dưới anh cầm gậy. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bé năm nay gần 30 hay gì? Đang ạ, em ở dưới cầm gậy và đánh trong phi thì nó mới đẹp được. À nhưng mà không chụp được ngang ạ, chụp ngang ngang ra một tí ấy. Nhờ? À, bây giờ nhá, không diễn ở đây mà dịp lên kia tí thì mình sẽ đeo lại. Quá ngon. Lên đấy xuống thì lấy người trên này không có trâu làm gì mà có mâm xôi được hả chị? Có mâm xôi không? Cái nơi nào phải có trâu chứ, trâu nó không lên trên này. Mấy kiểu liền nữa. À, ta thế ai đã vào hang như nào, đi lên hang nào? Đẹp không? Tôi xem nào. Thế là. Này, không ở đâu hả? Đủ triệu đấy nhá.